với siêu thị Kim Quốc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người mẫu bồn cầu CJ1340 của thiết bị vệ sinh Casa. Thì các bạn có thấy bàn cầu này được thiết kế là hai khối, nhưng chân cầu cũng rất là trơn láng và không có quá nhiều góc cách, giúp cho việc vệ sinh rất dễ dàng. Các nút cũng được thiết kế vuông vắn đi kèm chung với hai nút nhấn tiết kiệm nước ở đây. Bàn cầu này là bàn cầu sử dụng hệ thống nắp êm, giúp giảm bớt tiếng ồn khi sử dụng. Bàn cầu này là sử dụng hệ thống xả xi phong cùng với lòng bàn cầu khá là sâu đây, giúp cho việc hạn chế được cái việc nước văng ra bên ngoài khi sử dụng. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết khác về sản phẩm này, mọi người có thể truy cập vào link phía dưới nha. Và bây giờ chào tạm biệt.